Hello, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video ngày hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một lô đất có diện tích ngang 5, dài 27, tổng diện tích trên sổ là 136m2. Đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn, nằm ngay mặt tiền đường bê tông rộng 4m, chạy thông hai đầu quý anh chị nhé. Từ bên căn nhà này mình đánh sang phải là 5m và dài xuống phía sau là 27m, tổng diện tích trên sổ là 136m2. Đất đã lên thổ cư 100% và lô này có giá là 1 tỷ 680 triệu, giá bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Từ vị trí đất cách mặt tiền đường nhựa Trương Tấn Sang chỉ 250m. Con đường bê tông này chạy thông kết nối hai đầu, dân cư cực kỳ là đông đúc và ổn định quý anh chị. Ngang 5m và dài 27m, mình xây nhà để ở, an cư lập nghiệp cũng như mua để dành, mua để đầu tư sinh lời thì với cái diện tích này cũng khá là đẹp rồi quý anh chị. Hướng Tây cực kỳ là phù hợp cho những quý anh chị mà thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, tọa lạc tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, khu vực phát triển về kinh tế, về công nghiệp cũng rất là mạnh trong những năm vừa qua quý anh chị nhé. Chỉ có 1 tỷ 680 triệu là quý anh chị sở hữu lô đất ngang 5 dài 27 hướng Tây, thổ cư 100%, pháp lý rõ ràng. Chúng ta mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi công chứng sang tên đăng bộ theo quy định của nhà nước. Khu vực Mỹ Hạnh Nam thì dân cư người ta ở rất là đông đúc rồi. Cho nên với những cái vị trí khu vực như thế này thì chúng ta có thể mua để dành lâu dài cũng như là mua đầu tư chung và dài hạn thì cái giá cả nó sẽ còn tăng lên rất là nhiều. Bởi vì di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh khá là gần quý anh chị nhé. Và từ vị trí đất ngày hôm nay mình chạy ra tới mặt tiền đường nhựa khoảng 250m mà thôi. Quý anh chị và các bạn xem được video ngày hôm nay thấy nó phù hợp nhu cầu tài chính của mình thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc 0377304018 để sở hữu lô đất ngang 5 dài 27 hướng Tây ngày hôm nay nhé. Và phía ngoài này chính là đường nhựa Trương Tấn Sang rồi quý anh chị, con đường kết nối giao thương đi rất là thông suốt từ tỉnh Lộ 9 thông ra đường nhựa Đức Hòa Thượng. Khu vực ở đây dân cư xây nhà rất là nhiều, buôn bán kinh doanh đa ngành nghề. Chúc anh chị và các bạn luôn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.